Thưa quý vị, giáo dục lịch sử cho học sinh, làm sao để tăng sự yêu thích học môn lịch sử và yêu lịch sử dân tộc luôn là bài toán khó với ngành giáo dục các địa phương. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, trong đó có nội dung tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh, đồng thời cũng là cách để những bài học lịch sử trở nên gần gũi, dễ nhớ, từ đó khơi gợi tình yêu, niềm tự hào về lịch sử của dân tộc. Nhiều nhà trường trên địa bàn tỉnh đã có những sự thay đổi trong phương pháp giảng dạy lịch sử, nhất là khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử của địa phương, coi đây như tài nguyên trực quan để truyền dạy kiến thức và các kỹ năng cho học sinh. Điều này không chỉ khơi dậy niềm hứng thú với lịch sử, văn hóa, thúc đẩy sự tham gia của học sinh vào việc bảo vệ di sản mà còn có thể khai mở những tiềm năng của học sinh. Trước thực trạng thiếu sân chơi giáo dục cho trẻ em, mới đây Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tổ chức các hoạt động trải nghiệm học mà chơi, hướng dẫn các kỹ năng, kiến thức tìm hiểu văn hóa lịch sử. Những hoạt động này được rất nhiều thầy cô và học sinh quan tâm. Đây là cách làm mới trong việc giáo dục lịch sử, di sản quê hương tới các em học sinh. Một trong những chương trình đem lại hiệu quả bước đầu trong việc tạo hứng thú cho học sinh với môn lịch sử là chuyên đề tham quan, trải nghiệm và tọa đàm về di tích lịch sử địa đạo Long Phước tại Bảo tàng tỉnh, nằm trong chương trình Giáo dục di sản văn hóa cho học sinh giai đoạn 2023-2026. Hơn 50 em học sinh trường trung học cơ sở Châu Thành, thành phố Vũng Tàu đã được nghe cô Nguyễn Thị Hồng Minh, nhân chứng trực tiếp tham gia đào địa đạo Long Phước, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, chia sẻ về quá trình hình thành địa đạo, tinh thần yêu nước, đấu tranh bất khuất của quân và dân Long Phước nói chung, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Con rất vui khi được tham quan và gặp các cô chú là nhân chứng sống tham gia đào hầm, và con hiểu thêm về sử cha ông ta ngày xưa. Con rất vui khi được là nhân dân của đất nước Việt Nam. Qua chương trình hôm nay con cảm thấy rất là vui vì con đã được học thêm nhiều thứ mới. Con ấn tượng nhất là phần lịch sử hình thành và những chiến công lẫy lừng của địa đạo Long Phước ạ. Thì ở trường mình cũng đã lồng ghép những cái tiết dạy thực tế cho học sinh, đưa học sinh đi tham quan những cái địa chỉ đó để giáo dục cho các em lòng yêu quê hương đất nước ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu nói riêng. Trong số 3 di tích địa đạo trên địa bàn tỉnh gồm địa đạo Hắc Dịch, Kim Long và Long Phước. Trong đó, địa đạo Long Phước có vị trí chiến lược về quân sự và giao thông, đồng thời là đầu mối căn cứ địa cách mạng của tỉnh Bà Rịa, Long Khánh, nay là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1948, để bảo toàn lực lượng, củng cố phong trào cách mạng và đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân, quân và dân Long Phước đã phát triển hệ thống địa đạo ở 5 ấp nối với nhau bởi đường xương sống, có hầm bí mật chứa lương thực dự trữ và các công sự chiến đấu. Suốt hai cuộc kháng chiến, quân và dân Long Phước đã đào được tổng số 3.600 mét địa đạo. Năm 1990, địa đạo Long Phước được xếp hạng di tích quốc gia. Ở Long Phước thì rất là nhiều người tham gia, nhưng mà cái điều kiện nói thì người ta nói không có được. Mà tuổi lớn, người ta không có còn cái trí nhớ đó. Và bản thân cô thì cũng có làm việc với bảo tàng, cô sẽ sẵn lòng là giữ gìn sức khỏe để mà truyền đạt lại những cái kinh nghiệm sống của mình đã từng trải qua trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ để giúp cho con cháu mình nó hiểu được. Và nó sẽ hiểu rất sâu về cái mô hình chiến đấu của cái nhân ta. Không phải chỉ cái địa đạo Long Phước không, còn cái tinh thần chiến đấu dũng cảm khác nữa của những chiến sĩ khác nữa. Một buổi sinh hoạt trải nghiệm của thầy và trò trường tiểu học Trần Văn Thượng, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Điểm đến của các em nhỏ hôm nay là công viên Trần Văn Thượng, vì anh hùng lực lượng vũ trang mà ngôi trường của các em được vinh dự đặt tên. Vài năm trở lại đây, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh luôn được ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm. Đặc biệt với lợi thế trường nằm trên địa bàn xã Long Phước, quê hương của nhiều anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, là cái nôi phong trào cách mạng của quê hương Bà Rịa, cô trò trường Trần Văn Thượng có cơ hội tổ chức thường xuyên các hoạt động về nguồn, kết hợp dã ngoại, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử của địa phương, dân tộc. Qua cái chuyến đi này thì giúp cho các em thứ nhất đó là thêm yêu môn lịch sử, cũng như là biết về các anh hùng liệt sĩ tại địa phương đã chiến đấu và hy sinh anh dũng như thế nào. Đồng thời cũng giúp cho các em học sinh trong cái quá trình học môn lịch sử của bản thân mình
giúp cho các em biết được ý nghĩa của cái việc lao động vệ sinh để mà các em biết bảo vệ môi trường xung quanh cũng như là giáo dục kỹ năng sống cho các em hàng ngày. Nhà trường đã tổ chức cho chúng em chuyến đi này và em cảm thấy em cần phải học tập tốt hơn để đền đáp công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Cùng với các hoạt động trải nghiệm bên ngoài nhà trường, để các em hiểu thêm về các nhân vật lịch sử, các trường học trên địa bàn cũng đã có nhiều hình thức đổi mới để tăng sự hứng thú cho các em như thay đổi phương thức giảng dạy môn lịch sử, thực hiện các mô hình giáo dục gắn với các hình ảnh trực quan, sinh động trong khuôn viên nhà trường để các em đọc tham khảo vào các giờ ra chơi. Như mô hình hành lang lịch sử của trường tiểu học Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu, dọc hành lang nối từ khu hiệu bộ trường với các dãy phòng học, nhà trường đã treo 14 tấm bảng ghi chú đầy đủ thông tin của những anh hùng nhỏ tuổi như Kim Đồng, Vừa A Dính, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân. Các tấm bảng được thiết kế gọn gàng, đẹp mắt, vừa tạo tính thẩm mỹ, vừa tác động trực tiếp đến các em về thông tin các anh hùng nhỏ tuổi để các em ghi nhớ lâu hơn. Con rất là yêu thích lịch sử và khi giờ trường có hành lang lịch sử này thì con biết thêm nhiều vị anh hùng hơn và biết những công lao lớn của họ đối với cách mạng và tổ quốc. Nên hành lang lịch sử này bổ ích. Khi con tham quan cái hành lang lịch sử này thì con cảm thấy là nó làm giúp nó rất là bổ ích và giúp con học thêm nhiều điều về các anh hùng và biết về công lao của họ nhiều hơn. Thực tế cho thấy giáo dục di sản, di tích lịch sử cho học sinh là việc làm cần thiet. Kể từ năm học 2020-2021, các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã triển khai bộ môn giáo dục địa phương vào chương trình dạy theo thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo các giáo viên, với 35 tiết một năm, các em học sinh được thầy cô giảng dạy về kiến thức tổng quan về địa phương như văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương. Ngoài ra, để mềm hóa các tiết học, thầy cô còn cho các em tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa lịch sử tại địa phương. Ở tất cả các lớp như là lớp 6, lớp 7, lớp 8 có chương trình giáo dục địa phương riêng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì các thầy cô trong tổ bộ môn cũng đã đưa các em đến được những cái địa chỉ đó để cho các em cảm nhận được những cái điều thực tế, đi tham quan thực tế những địa chỉ đó để giáo dục cho các em lòng yêu quê hương đất nước và giáo dục cho các em thấy được những cái trực quan sinh động nhất để cho các em đưa vào bài học nó sinh động hơn và cảm thấy được yêu quê hương đất nước hơn. Hiện toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 48 di tích được xếp hạng, trong đó một di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích quốc gia và 19 di tích cấp tỉnh. Việc tăng cường giáo dục lịch sử cho các em học sinh là việc làm rất quan trọng và cần thiết. Các hiện vật trong bảo tàng, di tích là những chứng minh sinh động kể những câu chuyện lịch sử, văn hóa cho các thế hệ trẻ. Mỗi hiện vật, mỗi tài liệu đều có những thông tin bị ẩn đi mà những người muốn phát huy giá trị di sản phải nghiên cứu để trả lời các câu hỏi. Nó là của ai? Được ai làm ra? Khi nào, ở đâu, như thế nào và tại sao lại có nó? Với phương châm, học sinh là trung tâm. Để học sinh tự giác chủ động lĩnh hội, cập nhật kiến thức, kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học để tiết học được diễn ra một cách thoải mái, nhẹ nhàng, không gò bó. Đặc biệt là phương thức giáo dục mới, không còn theo hình thức học thuộc lòng mà thay vào đó là để các em tự nghiên cứu rồi đặt câu hỏi cho bản thân và giáo viên. Sau đó tìm câu trả lời cũng bằng hoạt động nghiên cứu, trải nghiệm, chính là cách để hiểu và ghi nhớ thông tin một cách tốt nhất. Có thể nói, với việc thay đổi phương thức giáo dục lịch sử theo chương trình Cải cách giáo dục 2018, đó là trao quyền chủ động cho học sinh. Đưa thực tế vào các bài học, các tiết học lịch sử đã từng bước khơi gợi và gieo mầm tình yêu lịch sử trong các em học sinh. Từ đó khơi gợi, xây dựng trong các em tình yêu quê hương, đất nước. Và xa hơn, đó là tạo dựng trong các em lòng tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.